Kính chào quý vị đang theo dõi những thông tin thời sự nóng trên kênh YouTube của Báo Tiền Phong. Thưa quý vị, trong đại án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ông Nguyễn Cao Chí bị cáo buộc chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan. Mặc dù vướng vào vòng lao lý, nhưng đại gia Nguyễn Cao Chí vẫn nắm trong tay hàng loạt doanh nghiệp nghìn tỷ đồng và nhiều dự án thuộc quy mô khủng. Trong đó phải kể đến đó là dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, hay còn gọi là khu đô thị Nam Đà Lạt, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2010 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh. Dự án khu đô thị Đại Ninh tọa lạc tại các xã Phú Hội, Ninh Gia, Tà Hìn và Linh Loan của huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Dự án khu đô thị Đại Ninh có quy mô 3.595,45 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 25.243 tỷ đồng. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm, tiến độ đầu tư từ năm 2010 đến năm 2018. Sau 13 năm thực hiện, đến nay dự án vẫn là một khu vực hoang vu, cỏ mọc tùm. Khối lượng thực hiện đến nay chưa đạt được 10% với một số đường giao thông, công trình nhỏ lẻ. Đầu năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng gia hạn tiến độ cho dự án 24 tháng và yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực triển khai hoàn thành. Tuy nhiên sau đó, ông Nguyễn Cao Chí bị bắt vì có liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, dự án tiếp tục án binh bất động. Bên trong dự án có một số ngôi nhà nhỏ được xây dựng nhưng không có người ở. Một số khu vực khác đã được đổ trụ bê tông nhưng bỏ hoang, cỏ dại mọc cao hơn trụ. Quá trình triển khai dự án, công ty Sài Gòn Đại Ninh còn vi phạm trật tự xây dựng hội trường không phép khoảng 560m², 15 căn nhà chuyên gia không có quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt, không có giấy phép xây dựng. Năm 2020, dự án này đã bị thanh tra. Thanh tra chính phủ đã chỉ rõ hàng loạt sai phạm của chủ đầu tư tại dự án, đồng thời kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động, thu hồi đất. Công ty Sài Gòn Đại Ninh đã có văn bản kiến nghị xem xét lại việc thu hồi dự án. Sau đó, Thanh tra Chính phủ đã lập tổ công tác để thẩm tra. Thành viên tổ công tác thời điểm đó gồm ông Lê Quốc Khanh, Phó Cục trưởng Cục 2, Thanh tra Chính phủ làm tổ trưởng. Ông Hoàng Văn Xuân, ông Nguyễn Nho Định đều thuộc Thanh tra Chính phủ và ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng. Tháng 7 năm 2021, Thanh tra Chính phủ rút lại yêu cầu thu hồi dự án của công ty Sài Gòn Đại Ninh và đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện thủ tục giãn tiến độ, điều chỉnh dự án theo luật đầu tư năm 2014, gia hạn sử dụng đất theo luật đất đai năm 2013. Về tình hình triển khai, theo Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, hiện dự án khu đô thị Đại Ninh đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chấp thuận chủ trương điều chỉnh người đại diện theo pháp luật tại văn bản ngày 12 tháng 1 năm 2022, chấp thuận chủ trương điều chỉnh tiến độ dự án theo văn bản ngày 24 tháng 3 năm 2022. Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng thông tin, hiện nay Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an và vụ địa bàn 7 Ủy ban Kiểm tra Trung ương vẫn tiến hành kiểm tra một số nội dung liên quan dự án. Đối với các thủ tục pháp lý đất đai, Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng cho biết dự án khu đô thị Đại Ninh hiện đã hoàn thành các thủ tục thuê đất, thuê rừng, phê duyệt quy hoạch. Tuy nhiên, năm 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cho phép chuyển đổi một phần đất ở để thực hiện dự án. Nhưng đến nay, chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với phần diện tích đất ở chuyển đổi này. Trong quá trình quản lý và sử dụng đất dự án, chủ đầu tư đã để cho người dân tái lấn chiếm, vi phạm quy định luật đất đai năm 2013 và vi phạm trật tự xây dựng. Ngoài ra, theo giấy chứng nhận đầu tư, dự án khu đô thị Đại Ninh triển khai chậm tiến độ. Trong thời gian chờ kết luận của Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an và vụ địa bàn 7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị địa phương và chủ đầu tư tăng cường công tác bảo vệ rừng và đất đai thuộc phạm vi dự án. Công ty Đại Ninh thành lập ngày 7 tháng 1 năm 2010, trụ sở tại số 9 Đống Đa, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc và người đại diện pháp luật của công ty này là bà Phan Thị Hoa. Vốn điều lệ ban đầu của công ty Đại Ninh là 300 tỷ đồng. Gồm công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Phương Nam góp 273 tỷ đồng
và 6 cá nhân khác góp 27 tỷ đồng. Đến lần đăng ký thay đổi thứ 7 vào ngày 10 tháng 10 năm 2017, vốn điều lệ của công ty Đại Ninh bất ngờ tăng lên 2.000 tỷ đồng. Từ ngày thành lập đến nay, công ty Đại Ninh chỉ được cấp giấy chứng nhận đầu tư duy nhất dự án khu đô thị Đại Ninh. Tháng 12 năm 2020, bà Phan Thị Hoa ký thỏa thuận bán 100% vốn điều lệ công ty Đại Ninh cho công ty thuộc hệ sinh thái KPL Holding của đại gia Nguyễn Cao Chí với giá 5.000 tỷ đồng. Với hình thức đưa công ty con và người thân đứng ra mua lại vốn của công ty Đại Ninh đến tháng 9 năm 2022, đại gia Nguyễn Cao Chí nắm giữ 58% vốn điều lệ của doanh nghiệp này. Trước đó, tại lần đăng ký thay đổi thứ 8 vào tháng 1 năm 2021, công ty Đại Ninh thay đổi người đại diện pháp luật từ bà Phan Thị Hoa sang ông Nguyễn Cao Chí. Sau khi nắm quyền kiểm soát công ty Đại Ninh, ông Chí thỏa thuận bán lại 100% vốn điều lệ doanh nghiệp này cho bà Trương Mỹ Lan với giá 3.000 tỷ đồng. Bà Lan đã đặt cọc và 5 lần chuyển cho ông Chí với tổng số tiền 20 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, cuối cùng bà Lan quyết định không mua công ty Đại Ninh và thống nhất với ông Chí chuyển 20 triệu đô la Mỹ trên cộng với một khoản tiền khác để mua 10% vốn điều lệ công ty cổ phần đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang. Theo dữ liệu cập nhật vào tháng 1 năm 2024, người đại diện pháp luật của công ty Đại Ninh là ông Hoàng Thanh Bách và ông Nguyễn Cao Chí, trong đó ông Chí giữ chức vụ tổng giám đốc công ty. Về cơ cấu cổ đông, công ty Đại Ninh có 8 cá nhân góp vốn, trong đó bà Phan Thị Hoa sở hữu 88,5% vốn, tương ứng 1.770 tỷ đồng, phần vốn góp 230 tỷ đồng còn lại của 7 cá nhân khác. Mặc dù theo dữ liệu đăng ký kinh doanh, bà Phan Thị Hoa vẫn nắm quyền chi phối tại công ty Đại Ninh, nhưng do thực tế doanh nghiệp này đã về tay đại gia Nguyễn Cao Chí. Liên quan đến dự án Sài Gòn Đại Ninh, nhiều lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng vướng vào vòng lao lý. Trong đó, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, bị khởi tố bắt tạm giam về tội nhận hối lộ. Ông Trần Đức Quận, Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng, bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra các sai phạm liên quan đến dự án. Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, cũng bị bắt để điều tra về tội nhận hối lộ. Ngoài ra, bà Trần Bích Ngọc, Vụ trưởng theo dõi công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vụ 1 của Văn phòng Chính phủ, cũng bị cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh để không bị bỏ lỡ những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!